Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong phần thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gắn biển trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình người có công theo đề án hỗ trợ nhà ở năm 2020 tại các địa phương trong tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái. Tổng kết cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Trong phần thời sự quốc tế, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga được bầu làm chủ tịch đảng cầm quyền LDP. Thủ tướng Israel tới Mỹ tham gia ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Bahrain. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ gắn biển trao nhà cho gia đình người có công và làm việc với lãnh đạo chủ chốt thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện đề án số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thị xã Nghĩa Lộ có 45 hộ được hỗ trợ, trong đó có 15 hộ người có công và 30 hộ nghèo. Với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm, đến nay, thị xã đã hoàn thành 50 nhà theo đề án. Ngoài ra còn tăng cường sợi hóa, lồng gắn các nguồn lực làm thêm được 17 nhà, nâng tổng số nhà làm trong năm 2020 lên 67 nhà, trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Giúp cho các gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, có nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gắn biển trao nhà cho gia đình ông Bùi Văn Hanh ở thôn 7 xã Nghĩa Lộ, là một trong 45 hộ được hỗ trợ làm nhà trong năm 2020. Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết trong 8 tháng năm 2020, thị ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 190, kế hoạch số 170 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung theo quyết định số 765. Trong tổng số 41 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và điều chỉnh, thị xã đã hoàn thành vượt 4 chỉ tiêu, 12 chỉ tiêu dự ước đã đạt 100% kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 70% kế hoạch. Hiện thị ủy Nghĩa Lộ đang tăng cường chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp, đồng thời tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 theo đúng chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đi thực tế và nắm bắt tình hình, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời đề nghị thị xã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2020. Cùng ngày, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã đến gắn biển và trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã La Bán Tẩn theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Yên Bái năm 2020. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở, cấp ủy chính quyền xã La Bán Tẩn đã hỗ trợ giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng để gia đình bà Giàng Thị Trù là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn Trống Tông, xã La Bán Tẩn làm nhà. Ngôi nhà mới có diện tích hơn 50m². Đề án hỗ trợ 40 triệu đồng. Cũng trong đợt này, huyện Mù Cang Chải đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 20 ngôi nhà mới theo đề án của tỉnh với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Tại lễ gắn biển và bàn giao nhà đại đoàn kết, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền xã La Bán Tẩn và người dân trong thôn đã hỗ trợ gia đình hộ nghèo làm nhà, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền huyện cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các hộ nghèo, người có công trên địa bàn, tiếp tục rà soát các đối tượng khó khăn về nhà ở và vận động kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp các đối tượng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Sáng ngày 14 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm việc với Thường trực Huyện ủy Yên Bình và một số ngành liên quan về công tác tuyên truyền, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020.
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện Yên Bình đã tập trung vào 10 nội dung chính theo từng giai đoạn, trong đó cao điểm từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, huyện ủy Yên Bình đã cụ thể hóa thành 40 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020. Đến hết tháng 8 năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó nổi bật là trồng rừng vượt 6,8% kế hoạch, làm đường giao thông nông thôn vượt 107% kế hoạch, thu ngân sách đạt trên 165 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Bình đã đạt được trong công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, cũng như tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Bình cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng FSC, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị bằng những cách làm phù hợp, sáng tạo, quan tâm bố trí sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực hiệu quả. Trước đó, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã đến kiểm tra công trình và trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Huấn ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong đó, số tiền do ban thường vụ tỉnh ủy hỗ trợ làm nhà là 40 triệu đồng. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 9, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến dự bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Gia đình anh Vàng A Nủ, thôn Giàng A, xã Suối Giàng thuộc diện hộ nghèo của xã, được hỗ trợ làm nhà ở. Căn nhà được xây dựng với diện tích sử dụng 54m², tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó nguồn đóng góp hỗ trợ của Ban Thường vụ tỉnh ủy là 40 triệu đồng. Chương trình phát triển vùng Văn Chấn hỗ trợ 27 triệu đồng, còn lại 21 triệu đồng của gia đình và anh em dòng họ, nhân dân và các hội đoàn thể trong thôn, trong xã giúp đỡ ngày công vật liệu. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh đã bàn giao gắn biển ngôi nhà, đồng thời mong muốn gia đình anh Vàng A Nủ tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế để từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao tặng cho gia đình anh Vàng A Nủ một chiếc TV và nhiều phần quà hỗ trợ đời sống sinh hoạt. Sáng ngày 14 tháng 9, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Văn Yên đã trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã An Phú theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Yên Bái năm 2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trao nhà đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng, trong đó đề án hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình anh Lý Văn Thường là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn trung tâm xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Cũng trong đợt này, xã Yên Phú đã làm mới và sửa chữa xong 12 nhà cho 6 hộ người có công, 6 hộ nghèo, trong đó đã xã hội hóa được 160 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã Yên Phú đã hỗ trợ các hộ người có công và hộ nghèo. Đồng chí cũng mong muốn các hộ sẽ nỗ lực thoát nghèo, tham gia vào các hoạt động của thôn, của xã, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời nhấn mạnh tỉnh luôn dành sự quan tâm tới người có công với cách mạng và những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng chung tay chung sức trong hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền trước và sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tại thị trấn Mậu A. Đánh giá cao sự chủ động của huyện Văn Yên và thị trấn Mậu A trong tuyên truyền tới các chi đảng bộ, tới các tổ chức đoàn thể, đảng viên và người dân về đại hội đảng bộ tỉnh, tạo không khí thi đua phấn khởi trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị huyện cần tập trung mở rộng tuyên truyền cao điểm và phát động đợt thi đua, tạo không khí phấn khởi. Đồng thời theo dõi xử lý những thông tin sai trái, nhất là những thông tin trên mạng xã hội, tránh để xảy ra những vụ việc phức tạp, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, bảo vệ thành công đại hội đảng bộ tỉnh, phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Tiếp tục rà soát những đối tượng yếu thế để hỗ trợ giúp đỡ, huy động nguồn lực xã hội hóa để làm nhà, đảm bảo ổn định đời sống thoát nghèo, cũng như có chương trình kế hoạch hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Phấn đấu xây dựng Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ này. Cùng ngày, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã đến gắn biển và trao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.
được hỗ trợ 40 triệu đồng từ đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo khăn về nhà ở. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay ngôi nhà của gia đình ông Doãn Văn Hậu là hộ nghèo ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích 102 m2 với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Đây là một trong 124 ngôi nhà đại đoàn kết mà huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành để bàn giao cho các hộ nghèo trong năm nay. Cũng trong dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã đến thăm trao quà cho hai hộ gia đình nghèo ở xã Hòa Cuông là địa phương ban dân vận tỉnh ủy được phân công phụ trách. Sáng ngày 14 tháng 9, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên. Thực hiện đề án làm nhà ở cho gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Năm 2020, huyện Lục Yên triển khai hỗ trợ là 160 nhà, trong đó theo đề án của tỉnh là 145 nhà và từ nguồn xã hội hóa của huyện là 15 nhà. Đến nay các hộ đều đã khởi công đang tiến hành xây dựng đảm bảo đúng tiến độ. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Dương Văn Thân ở thôn Nà Nội, xã Liễu Đô là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy các cấp, chính quyền các địa phương, sự chung tay góp sức của cộng đồng trong việc chăm lo, giúp đỡ, đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cùng ngày, đồng chí Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đến gắn biển bàn giao nhà ở cho gia đình có công với cách mạng ở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. Gia đình ông Giàng Sông Tráng và bà Hờ Thị Pàng ở thôn Tà Chử, xã Phình Hồ là gia đình người có công với cách mạng. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ 40 triệu đồng, cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ gia đình ông Tráng san tạo lại nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu và dựng nhà. Sau 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng với tổng diện tích trên 55 m². Thông qua chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay góp sức từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các cấp, các ngành và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng. Qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, tạo nguồn lực giúp đỡ các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Trong ngày 14 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu về thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở và dự lễ gắn biển nhà cho người có công. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2020, qua rà soát xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu có 5 hộ được phê duyệt với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ để làm mới. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng dân cư, xã đã hoàn thành làm 5 nhà theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo của huyện Trạm Tấu, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền xã Túc Đán đã góp phần hoàn thành trước tiến độ tỉnh giao. Đồng chí cũng khẳng định đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở, yên tâm phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã đến thăm và dự lễ gắn biển trao nhà cho gia đình ông Đồng Văn Nội ở thôn Pa Te, xã Túc Đán là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Sáng ngày 14 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và đoàn công tác đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình người có công ở thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Ông Ngọc Văn Mạnh ở xã Quy Mông là người có công với cách mạng. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương do sức khỏe yếu, gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở. Năm 2020, ông Ngọc Văn Mạnh được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng. Cùng với đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong thôn xóm hỗ trợ ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà mới. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành, có diện tích 100 m², giúp gia đình ông Mạnh yên tâm ổn định cuộc sống. Ngày 14 tháng 9, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Yên Bái, trao nhà cho hộ nghèo xã Minh An, huyện Văn Chấn.
đoàn đã đến trao hỗ trợ kinh phí làm nhà cho gia đình anh Phùng Văn Lịch, là hộ nghèo ở thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn. Ngôi nhà có diện tích 130m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại là của gia đình và hỗ trợ ngày công lao động của anh em họ hàng. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp với các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều, quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái. Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái gồm 3 chương 42 điều đã ban hành hơn 4 năm, đến nay một số điều đã không còn phù hợp. Đặc biệt vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thị thành phố đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn trên cơ sở Nghị định số 40 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và thông tư số 25, hướng dẫn thực hiện Nghị định 40, thì việc lấy ý kiến sửa đổi bổ sung một số điều của quy định, một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo khi Quốc hội ban hành luật sửa đổi sẽ có sự thống nhất hợp lý. Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với các nội dung trong quyết định số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phân tích, đánh giá, thảo luận, góp ý một số nội dung chính như việc sửa đổi cần có sự phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như thực tiễn của địa phương và cần đảm bảo tính khoa học cũng như thực tiễn. Đề nghị Ban soạn thảo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế nhằm tăng cường hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước để thực hiện tốt quy định, quyết định về công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp tiếp tục được tổng hợp về Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, từ đó tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ngày 14 tháng 9, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau hơn 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được tổng số 61 tác phẩm của 15 tác giả trong tỉnh và một số tỉnh mở rộng tham dự. Các tác phẩm dự thi có chất lượng tương đối đồng đều, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện, phản ánh không khí thi đua của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái chào mừng Đại hội Đảng các cấp, những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và đất nước 5 năm qua và bám sát mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ban tổ chức đã trao một giải nhất cho tác giả Nguyễn Bác Xíu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, 2 giải nhì cho các tác giả Nguyễn Anh Thập ở Vĩnh Phúc và Tô Minh Tấn ở Cà Mau, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cùng các giải phụ, đồng thời chọn 46 tác phẩm có chất lượng cao để trưng bày triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 22 đến 24 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra an toàn, những ngày này Công an thành phố Yên Bái đã tăng cường nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị quan trọng này, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ đội an ninh Công an thành phố Yên Bái thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp cùng Công an địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong nhân dân. Các vấn đề bức xúc nảy sinh đều được giải quyết kịp thời nhanh chóng, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Về cái trật tự an ninh thì rất là ở khu vực đây rất là an toàn. Thế mà từ lâu lắm rồi cũng không có cái vụ gì xảy sinh ra coi như là trộm cắp hoặc này khác các thứ, nói chung là coi như rất là đảm bảo an toàn. Thế và coi như là người dân cũng rất là tin tưởng và coi như là cấp cán bộ từ trên ngoài phường, ngoài xã, bây giờ trên tỉnh, huyện thì thường thường xuyên đến kiểm tra và cũng là sao sát với dân, chúng tôi cũng thấy là rất là tin tưởng. Cùng với việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm chắc tình hình, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đội an ninh Công an thành phố còn đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, chấn chỉnh các điểm phức tạp về an ninh trật tự,
giải quyết dứt điểm những vấn đề vụ việc liên quan về an ninh trật tự, nhất là vấn đề an ninh mạng thời gian gần đây đang có những diễn biến phức tạp. Trước thềm đại hội đảng bộ lần thứ 19 của đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thì lực lượng an ninh công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình các đối tượng thường xuyên chia sẻ, bình luận, đăng tin các cái thông tin trái chiều đưa trên các mạng xã hội. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin tình hình và căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đội an ninh cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ các trường hợp có đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về nhân khẩu, tạm trú tạm vắng, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhờ đó, đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Lực lượng an ninh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, giải quyết tốt các vụ việc ngay tại cơ sở, không để bùng phát thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự địa phương, tăng cường nắm tình hình, quản lý các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, đối tượng tiêu cực bất mãn, không để các đối tượng này lợi dụng các hoạt động để chống phá hoặc có những việc bôi lem ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội của đảng bộ tỉnh, tăng cường nắm tình hình và dư luận của nhân dân trong thời gian tới, đồng thời tăng cường công tác giải quyết các vụ việc mà phức tạp không để ảnh hưởng đến địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng của đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiều tháng qua công an thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, công an thành phố đã xây dựng các kế hoạch chi tiết, phân công các tổ đội lên phương án cụ thể cho từng tình huống. Nhờ đó, tội phạm phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm trên 21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 96%. 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận giải quyết theo quy định. Nhiều vụ việc nổi cộm cũng đã được các đội điều tra phá án thành công. Mới đây, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại một số đền chùa trên địa bàn, tạo dư luận tốt trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra đại hội đảng. Trong thời gian vừa qua, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái đã nghiêm túc thực hiện các quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố Yên Bái, và các cán bộ chiến sĩ trong đội đã chủ động thực hiện các kế hoạch. Và trong thời gian vừa qua, đội cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Yên Bái, cụ thể là diễn ra tại đền Tuần Quán, thuộc tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là các đối tượng ở tỉnh ngoài đã đột nhập vào trong đền và trộm cắp tài sản là tiền ở trong các hòm công đức. Và sau khi nhận được tin báo thì đội cảnh sát hình sự đã chủ động xuống hiện trường và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng. Và trong thời gian rất ngắn thì đội cảnh sát hình sự đã truy bắt được và đấu tranh làm rõ được 3 đối tượng trộm cắp tài sản ở tỉnh ngoài đến trộm cắp tài sản. Để đảm bảo an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường quân số, túc trực 24/24 giờ và chia thành nhiều tổ ca kíp trực tuần tra kiểm soát trên các địa bàn và tập trung vào những địa bàn trọng điểm, duy trì lực lượng tại các chốt đèn đỏ, ngã tư, ngã ba vào các thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Dịp này, đội cảnh sát giao thông trật tự còn xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, căn cứ đặc điểm tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp trước, trong và sau đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát kết hợp với tuần tra công khai để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Yên Bái, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các vi phạm pháp luật nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, góp phần vào thành công của công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, công an thành phố Yên Bái còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,
các phong trào thi đua đến 100% xã phường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình dư luận, kịp thời ngăn chặn đấu tranh các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, phát hiện ngăn chặn kịp thời các đối tượng tung tin xấu, xuyên tạc, kích động, gây rối, tăng cường quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm. Kiên quyết không để phức tạp về trật tự an toàn xã hội trước trong thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban đốc công an tỉnh cũng như thường trực thành ủy thì công an thành phố Yên Bái đã xây dựng lên kế hoạch triển khai các lực lượng thứ nhất để tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh trật tự các đối tượng nổi trên địa bàn để làm sao phòng ngừa ngăn chặn ngay từ cơ sở không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Thứ hai là mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để ngăn chặn và kiềm chế mọi tội phạm. Thứ ba là tăng cường công tác tuần tra vũ trang cũng như tuần tra nghiệp vụ trên các tuyến phố, đặc biệt trong cái khu vực mà diễn ra đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 để làm sao để phòng ngừa ngăn chặn không để các đối tượng hình sự cũng như các đối tượng tiêu cực bất mãn gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thì có thể nói rằng trong thời gian vừa qua thì công an thành phố Yên Bái cũng đã làm tốt công tác bảo vệ trật tự đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở đến cấp đại hội đảng bộ thành phố, và chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm, và nói là nhiệm vụ quan trọng nhất của năm. Vì như chúng ta biết là đại hội đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh Yên Bái đã diễn ra trên địa bàn thành phố, nên tất cả các lực lượng từ công an thành phố đến công an phường, công an các xã, thì tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để làm sao bảo vệ an ninh trật tự cho địa bàn Yên Bái bình yên. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, công an thành phố cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung đông người để chủ động ngăn chặn các hoạt động gây rối tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng bộ tỉnh diễn ra thành công.